Rồi, xin chào tất cả các anh em đang xem video của shop phụ kiện đi rừng Thanh Tuấn. Thì hôm nay nhân cái dịp kỷ niệm là 6 năm ngày sinh nhật của shop thì chúng tôi sẽ tiếp tục đem đến cho anh em một cái chương trình khuyến mãi lớn. Đó, những cái chương trình khuyến mãi này nó chỉ xuất hiện ở những dịp như lễ 30 tháng 4, 2 tháng 9 hay là lễ Tết Nguyên Đán thôi. Hôm nay là nhân cái dịp sinh nhật 6 năm ngày bán hàng của shop thì chúng tôi sẽ đem đến cho anh em cái chương trình khuyến mãi, đó là giảm 50% tiền mua thẻ nhớ. Bình thường cái thẻ 4G này thì anh em sẽ phải trả là 80.000. Lần này nếu anh em nào mua trong cái thời gian khuyến mãi đang xuất hiện ở bên trên thì anh em sẽ được giảm 50%, có nghĩa là 80.000 thì anh em chỉ trả 40.000 cho tiền cái thẻ nhớ này. Anh em lưu ý là mua trong cái thời gian khuyến mãi đang xuất hiện trên màn hình ở trên, còn hết thời gian khuyến mãi thì không giải quyết những trường hợp đó nha anh em, thì giá sẽ trở lại 80.000 như bình thường. Đó, đây là cái khuyến mãi cho cái dòng loa AT100 này nha anh em. Đó, cái dòng này là coi như là ông vua trên tất cả các dòng loa trên thị trường hiện nay. Đó, thứ nhất là công suất rất là lớn, thứ hai là pin lớn nhất. Đó, anh em có thể thấy đây là cái phiên bản là có Bluetooth nha anh em, đời mới nhất 2022. Còn những phiên bản cũ hơn có thể giá sẽ rẻ hơn nhưng không có Bluetooth và cũng không phải là hàng mới nhất, có thể là hàng tổng kho. Thì giá người ta sẽ phải bán đi hấp xuống để mà bán hết cái hàng tồn. Anh em biết rằng cái hàng điện tử thì ở trong nó có cục pin, cho nên là để cái thời gian càng lâu thì cái trữ lượng pin nó còn lại càng ít và cái khả năng hư hao về pin nó cũng nhiều, cho nên là hàng điện tử thì nó sẽ phải mất giá theo thời gian. Đó, phụ kiện của nó bao gồm này, anh em mở ra đây là cái thân lo rất là to nha anh em, phiên bản có Bluetooth ha, AT100 nha anh em, pin 4000 mAh ha. Đó, đây là những cái thông số kỹ thuật phía sau của nó, thời gian sạc là khoảng 6 đến 8 tiếng mới đầy pin cho nó, rất là khủng nha anh em. Đó, đây là cái remote ha, phiên bản này là nó hoàn toàn bằng tiếng Anh và nó có Bluetooth. Đó, còn đây là gì? Đây là cục sạc của cái lo, chúng ta sẽ cắm vào ổ điện và để sạc pin qua, sạc pin cho cái lo. Và đây là dây sạc cho cái remote. Anh em lưu ý là dòng lo này nó chỉ có dây sạc cho cái remote chứ không có con cốc sạc nha anh em, chúng ta phải phân biệt rõ điều đó, chứ không phải là chúng tôi cố tình ăn đi cái remote, cái dây sạc của anh em, mà cái remote sẽ được sạc bằng cách là cắm điện bên cái lo qua. Tôi nói điều này rất chậm để cho tất cả các anh em nghe và hiểu. Đó, nhiều anh em nhận hàng là trong 15 giây đầu tiên sẽ điện đến, anh giao thiếu cái con cốc sạc cho tôi rồi. Đó, anh em thấy khi chúng ta bật điện thì nó sẽ nhảy điện qua bên này. Đó là cái cách sạc của cái lo này ha. Rồi, ở dưới thì nó có là cái túi của nó, túi đeo ha. Anh em nào xài rách cái túi đeo này có thể liên hệ đến với shop để mua cái túi đeo khác. Đó, anh em nào xài hư cái remote này cứ liên hệ đến với shop, anh em nào xài cháy cục sạc này có thể liên hệ đến shop, anh em nào mắc cái dây này liên hệ đến shop. Các phụ kiện ở trong đây như cái dòng lo này hay là cái cục pin ở bên trong shop đều có bán ha. Hàng chính hãng thì giao đến cho anh em thì nó sẽ có tem bảo hành như thế này, bảo hành cho anh em 1 tháng ha. Đó, trong vòng 1 tháng nếu lỗi cho nhà sản xuất thì chúng tôi sẽ đổi cho anh em cái lo mới ha. Rồi thì chúng tôi sẽ tiến hành bật thử cái lo cho anh em nghe. Thì có tính năng Bluetooth, nhưng mà tính năng Bluetooth thì nó sẽ có hướng dẫn sử dụng trong cái giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt thì anh em xem đó luôn. Chứ bây giờ mà làm luôn cái video hướng dẫn sử dụng bằng Bluetooth thì cái video clip trở nên quá dài. Đó, thì anh em thẻ nhớ thì gắn ở vị trí này, vị trí on off thì vị trí này, có nghĩa là bật tắt ở cái công tắc màu tròn này. Đó, thì lo sẽ không có phát tiếng liền mà nó ở chế độ bao ship để chờ chúng ta ẩn nắp rồi xong rồi chúng ta mới bắt cái remote ha. Cái remote chúng ta nhắn về vị trí on. Đó, ở bên này nó có cái cần gạt vị trí on. Anh em lưu ý cái nút này gọi là cái nút play nè. Đó, cái nút có hình tam giác với hai cái gạch này. Khi chúng ta nhắn vào cái nút này thì nó sẽ phát. Nhắn nút này nó đi tới bài, nhắn nút này đi lùi bài. Còn những tính năng khác anh em vui lòng xem cái giấy hướng dẫn sử dụng, bởi vì một cái video clip nói nó dài quá anh em xem nó cũng mệt. Đó.
Đó thì trong thể nhớ anh em có thể yêu cầu chúng tôi phát chép tiếng cu, tiếng cúc, tiếng gà, tiếng đa đa, bìm bẹp, tiếng trồng đèn, tiếng chớp mào, tiếng gì anh em ưa thích thì anh em cứ nhờ chúng tôi chép vào đấy, chép miễn phí cho anh em. Mua trong cái thời gian khuyến mãi này thì 80.000 anh em chỉ trả 40.000 thôi. Giao hàng đến cho các anh em kiểm hàng thoải mái, giao hàng toàn quốc bằng đường bưu điện ha. Anh em được xem hàng trước khi trả tiền. Rồi, cái chương trình khuyến mãi đơn giản như thế thôi. Anh em nào mua trong cái thời gian khuyến mãi đang xuất hiện trên màn hình thì anh em sẽ được giảm 50% tiền mua thẻ nhớ. Rồi, chúc anh em xem video được nhiều sức khỏe ha. Anh em nào xem video này thì chúng ta muốn mua nhanh thì chúng ta cứ alo trực tiếp đến số điện thoại trên màn hình đang xuất hiện trên màn hình. Còn những anh em nào nhắn tin qua Zalo, Facebook thì đôi khi những cái tin nhắn đó nó sót, không phải trả lời hết cho anh em thì anh em cũng thông cảm giùm ha. Rồi xin chào, chúc anh em nhiều sức khỏe.